Vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI và Học viện Phụ nữ Việt Nam VVFA đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên cam kết hợp tác hỗ trợ phối hợp thực hiện trong các lĩnh vực hoạt động như tổ chức các khóa học ngắn hạn, các khóa chuyên đề về kinh tế, kinh doanh và quản lý cho doanh nghiệp thành viên, câu lạc bộ thành viên của Hiệp hội Nữ Doanh nhân, kết nối giới thiệu các nữ doanh nhân thành công tham gia thỉnh giảng, làm diễn giả, báo cáo viên trong các hội thảo kinh tế, kinh doanh của học viện. Hợp tác giữa VAWI và VVFA nhằm giới thiệu, hỗ trợ và phối hợp thực hiện trong các hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, cũng như đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ và nhân lực cho các doanh nghiệp nữ.